cách làm cám ngon cho chim trào màu. Để chào màu thay lông đẹp và trong thời kỳ căng lửa được trọn vẹn nhất thì khẩu phần ăn là vô cùng quan trọng. Hãy học cách tự tạo cám cho trào màu ngon đầy đủ dinh dưỡng sau đây. Sau một thời gian rất dài loay hoay với các loại cám để tìm loại phù hợp nhất với những chú chim ở nhà mà kết quả co như mong đợi. Loại cám mát, nhiều đạm tốt cho lông thì chim chậm lên lửa. Có lửa rồi thì lại chơi phật phù bữa hay bữa giờ. Loại cám nóng thì chim nhanh căng. Chơi nhiệt nhưng đến mùa thay lông thì khổ sở vì quá nóng mà chim thay lâu. Dụng điểm vài sợi lông thay ra thì khô sơ và rất xấu và hiện tượng đang đấu quay ra gãi cảnh cạch do quá bức và vẫn còn lẫn nhưng sợi lông cũ, lông sâu nên tôi quyết định tự mày mò, học hỏi công thức của các bác nhiều kinh nghiệm để tự làm cám cho dàn chim ở nhà ăn. Sau một thời gian hiện công thức làm cám đến nay tôi thấy đã ổn, chim nhanh vào lửa, màu lông lưng nâu sậm, đít, tách đỏ tươi như chim trời, chim thay lông rất nhanh chỉ trong một đến hai tháng là hoàn thành xong hoàn toàn bộ lông, chim thay lông vẫn chơi đều, co mất lửa dù phần lớn trong số chim là thay chút rất nhiều lông trong một thời gian rất ngắn, phần da đẹp, khuôn, co khô quá, chim bị táo, cám khó tiêu, cũng co ướt quá, chim bị đi ngoài, khắc phục được tình trạng hóc lông, sâu lông chỉ sau một mùa thay lông. Những chim được chăm sóc tương đối tốt khi đến mùa thay lông vào cám theo công thức này thì chỉ 5 đến 7 hôm thì sẽ bắt đầu rụng lông. Những chim chăm kém sau khi vào cám thì sẽ mất từ 10 đến 20 hôm để tích trữ dinh dưỡng và năng lượng cho việc thay lông. Sau đó sẽ bắt đầu thay công thức và cách làm cám cho trào màu thay lông 1 công thức cám gà con 28a hoặc 38a 1 kg rất giàu khoáng chất và vitamin giúp phân chim co hồi co bị đi ngoài châu chấu cánh tươi 1 kg là loại đạm thiên nhiên gần gũi nhất với trào màu giúp chim thay lông nhanh và có bộ lông nâu đen như ngoài thiên nhiên đậu xanh 500g đậu tương 500g lạc 500g trứng gà 20 quả mật ong một cốc nhỏ phấn hoa một cốc nhỏ tôm đồng tươi loại càng nhỏ càng tốt, 500g cà rốt, 200g vỏ trứng, 10 vỏ khoáng lát si cà dành cho yến, chào màu, một gói, hai Cách thức chế biến, đậu xanh ngâm nước đồ chín đổ ra mâm để nguội, lạc giang chín, giã nhỏ, ép bớt dầu để cám để được lâu và co bị hôi, đậu tương ngâm qua đêm, xác vỏ, cho vào nồi cơm điện nấu chín, châu chấu cấp đông cho chết, rồi rửa sạch, hấp để châu chấu chuyển màu vàng nhạt là chín, trứng luộc chín bóc lấy lòng đỏ cà rốt cắt nhỏ, ép lấy nước, tôm rửa sạch, rang cho chín đỏ là được. Hai viên dầu gấp vinaga, trộn tất cả cám gà, đậu tương, đậu xanh, lạc, trứng, châu chấu, tôm, vỏ trứng, mật ong, phấn hoa, khoáng classica, dầu gấp vinaga vào mùng một thau lớn, dùng máy đùn đùn qua một lần để các nguyên liệu thấm trộn đều với nhau. Hãy đăng ký theo dõi kênh youtube của siêu thị lồng chim để xem thêm các video mới về kiến thức chăm sóc chim những mẫu lồng chim mới và những chương trình khuyến mại hấp dẫn khác xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau